Chiều ngày 21 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, kỳ điều hành này được công bố muộn hơn bình thường khoảng 30 phút. Sau khi cân đối mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá, kể từ 16 giờ ngày 21 tháng 9, xăng E5 RON 92 có mức giá mới là 24.197 đồng một lít, tăng 726 đồng một lít. Xăng RON 95-3 có giá mới là 25.748 đồng một lít, tăng 877 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S có giá 23.594 đồng một lít, dầu hỏa có giá 23.816 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S là 17.847 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục quyết định không yêu cầu trích lập quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng quỹ với dầu mazut nhưng chi với hai mặt hàng xăng và hai mặt hàng dầu là dầu hỏa và diesel ở mức 300 đồng một lít. Kỳ trước chi quỹ 14 đến 22 đồng một lít với xăng.